không phải drama chiếc váy phù sâu, đây mới là lý do khiến Meghan Markle ghi hận với gia đình công nương kết. Nhiều người cho rằng chính từ drama chiếc váy phù sâu đã bắt đầu cho mối quan hệ rạn nứt giữa Meghan Markle và chị sâu kết, tuy nhiên trên thực tế thì không phải vậy. Trong cuộc phỏng vấn bòm tấn với bà hoàng truyền thông Oprah, Meghan Markle đã réo tên chỉ sâu kết trong drama, chiếc váy phù sâu, ai mới là người phải khóc. Nữ công tước giữ sắc xếp khẳng định rằng chính cô mới là người phải rơi nước mắt và công nương kết đã gửi bó hoa thay lời xin lỗi tới mình. Nhiều người tin rằng đây chính là khởi đầu cho những mâu thuẫn rản đứt về sau của hai cặp đôi hoàng gia. Tuy nhiên, một chuyên gia đã tiết lộ thông tin gây sốc khác. Trong một bộ phim tài liệu của Channel 5 với tựa đề Megan and Harry – Hai năm rắc rối, Chuyên gia Tom Quinn cho biết sự thù hận xuất hiện giữa Meghan với vợ chồng anh chị khi nhà sắc xét chuyển đến ở Nottingham Cottage thuộc cung điện Kensington. Theo chuyên gia Tom Quinn, Meghan chê bai đó là một ngôi nhà nhỏ so với nơi ở của vợ chồng hoàng tử William Kết. Chuyên gia Tom Quinn cho biết, Nottingham Cottage nằm trong khuôn viên của cung điện Kensington và nó khá nhỏ so với căn hộ sông lớn mà Kết và William có. Nó cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai cặp đôi vì nơi đó do vợ chồng công tước xứ Cambridge nắm giữ, chắc chắn không thể tránh khỏi những va chạm, xích mích và mâu thuẫn. Trong thế giới của Meghan, cô ấy phải đứng số một, không được thua kém bất kỳ ai. Ông Tương Quyên tuyên bố đã có một vụ xích mích xảy ra giữa hai gia đình khi nhà giác xét sống tại Nottingham Cottage. Nhà viết tiểu sử Hoàng gia cho biết, ông đã nói chuyện với một nhân viên trong cung điện và người này nói rằng đã cảm thấy rất khó chịu khi Meghan gây hấn với nhân viên của kết. Nguồn tin cho biết nữ công tước xứ sắc xếp đã yêu cầu nhân viên kia làm một việc gì đó, nhưng người đó nói với cô. Tôi thực sự xin lỗi tôi không thể làm việc đó vì tôi còn phải làm việc cho công nương kết. Ông Quinn cho rằng Megan cảm thấy không được tôn trọng đúng mực và nghĩ rằng với tư cách là vợ của hoàng tử, khi cô ấy yêu cầu nhân viên làm gì thì họ buộc phải tuân theo. Chuyên gia quy nói thêm, Megan rất nhạy cảm về việc không được tôn trọng như những gì kết được hưởng, vì vậy cô ấy đã gai gắt phản ứng lại và không chịu bỏ qua dễ dàng. Rõ ràng có thể thấy rằng Megan không chấp nhận mình bị phân biệt đối xử. Nếu cô ấy ở vị trí thứ hai, thì công nương kết không được đứng ở vị trí số 1. Nữ công tước xứ sắc xếp luôn muốn mình là trung tâm của mọi người. Vào cuối năm 2018, cung điện Kensington xác nhận rằng Megan và Harry sẽ rời khỏi ngôi nhà nhỏ để chuyển đến sinh thử Frogmore Cottage. Cũng từ đây, những nghi vấn về mối bất hòa giữa hai cặp đôi đã nổ ra. Không chỉ rời đến sinh thử rộng lớn ở Frogmore Cottage, nhà sắc sách còn đòi có văn phòng và đội ngũ nhân viên riêng biệt với nhà Cambridge. Thậm chí quỹ từ thiền chung của hai cặp đôi cũng bị chia tách. Vợ chồng Harry Meghan muốn xây dựng thương hiệu riêng cho mình. Trong cuộc phỏng vấn với bà Hoàng Oprah Winfrey, Meghan cũng nói mình bị phân biệt đối xử so với những thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Với những chia sẻ của chuyên gia ở trên, ai cũng có thể nhận ra nguyên nhân cốt lõi dẫn tới việc Megan rời khỏi gia đình chồng và bất hòa với các thành viên khác là vì cô không chấp nhận ở vị trí thứ hai.